Xin kính chào quý vị và các bạn. Rượu vang Ý vốn là một thức uống dễ dàng thưởng thức và mang cho mình vẻ đẹp sang trọng từ màu sắc cho tới chất lượng. Thế nhưng từ hơn 20 quốc gia làm vang của Ý, từ những loại vang đỏ cổ điển cho tới các loại vang trắng và vang sủi tăm, làm sao để chọn được một chai vang ngon? Vậy thì ngày hôm nay, Rượu Tốt xin giới thiệu tới tất cả các bạn một chai vang Ý Magnus 17%. Chai vang đỏ này kết hợp cực kỳ tốt với những món ăn châu Á trong khoảng giá từ 700.000. Chai vang Magnus có chất rượu màu đỏ ruby sang trọng, cùng với những nốt hương nồng nàn của các loại gia vị như đinh hương, hoa hồi và hạt tiêu. Chai vang này có nồng độ cồn lên tới 17%, với mức tannin cao nhưng hương vị vẫn rất cân bằng và mềm mượt trong khi thưởng thức. Nó có thể dễ dàng phối hợp với nhiều loại đồ ăn khác nhau từ châu Á đến châu Âu. Bởi những lợi thế sẵn có từ thiên nhiên lẫn con người, nước Ý rất chú trọng vào việc mở rộng thị phần rượu vang. Chai vang này được làm từ thương hiệu Terre di Mario. Đây là một thương hiệu có tiếng và thành công ngoài mong đợi trong số các hãng rượu nổi tiếng của đất nước hình chữ ủng. Độ mềm mượt trong hương vị của chai vang Magnus giúp nhiều người nhanh chóng tiếp cận được những mùi hương thứ cấp có bên trong chai rượu này. Nó hoàn toàn phù hợp với những món thịt đỏ như bít tết sốt nấm, thịt cừu nướng và các món châu Á như thịt quay giòn bì. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên fanpage và website chính thức, hoặc ghé qua các cửa hàng của chúng tôi tại các cơ sở trên toàn quốc để có mức giá ưu đãi về rượu vang Magnus tốt nhất. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.